Rồi nha. Hai phát. Anh bắn hai phát trúng cả hai. Anh chủ. Sao em? Anh biết cái trò mà xung đột ấy, xung đột ấy. Xung đột á hả? Biết. Ủa em không biết trò đấy à? Không, từ bé giờ đến lớn thì em chả biết cái súng đâu đấy. Trời, gà thế. Hồi nhỏ tụi anh chơi với súng nó hơi bị nhiều luôn á. Súng nó như kiểu là trò chơi tuổi thơ của tụi anh vậy á. Thế là anh... Sao? Chị em chơi cái đấy. Chị em chơi cái đấy hả? Muốn chơi thì cái đó bây giờ là phải đi làm cái đó rồi mới được chơi, hiểu không? Chứ giờ đâu có cái súng đột đây đâu mà chỉ cách chơi, hiểu không? Dạ, dạ, biết rồi. Vậy thôi, bây giờ anh... Em muốn chơi thật không? Dạ, em chơi nào. Thiệt luôn đúng không? Thiệt. Ok, vậy đi. Đi theo anh dẫn đi tìm rồi làm cái súng đột. Làm súng đột ấy là quân dựa vào hai cây tre này này. Cách làm khá là đơn giản luôn. Đây là loại trò chơi mà làm đơn giản nhất trong tất cả các loại trò chơi thời xưa, có cù, có khăn, rồi có súng đột, rồi có súng bằng tàu lá chuối ấy. Nhưng mà cây súng đột ấy là cây dễ làm nhất. Thế em sử dụng cây tre và cái loại đạn. Đoạn ở đây là anh sử dụng quả củ ke nhá. Quả này là quả củ ke này. Biết quả này không? Biết. Biết hả? À, quả này chắc quân từng ăn rồi đúng không? Còn có thể mình bắn bằng giấy hoặc là bắn bằng quả đay cũng được, nhưng mà quả cục ke này là gắn liền với tuổi thơ hơn, tại vì thời xưa tụi anh chơi bằng quả cục ke nhiều ấy. Ok, bây giờ anh sẽ hướng dẫn quân làm cái súng đột à. Cách làm cái súng đột ấy thì em phải kiếm được một cây tre như thế vậy, được chưa? Rồi. Cây tre này ấy, là nó phải có một cái lỗ, được chưa? Lỗ như vậy này đó, cái lỗ như vậy này, được chưa? Lỗ to hay lỗ nhỏ đều được hết, quan trọng là nó phải có lỗ. Ok không? Ok. Rồi bây giờ em chặt cái cây tre này, được chưa? Em chặt cái cây tre này cho nó thông hai lỗ với nhau luôn, hiểu không? Nhớ là phải thông được, phải thông hai lỗ với nhau nhá. Bây giờ anh sẽ chặt. Đó. Nè, anh chặt một cây được như thế này rồi, được chưa? Rồi. Xong rồi thông hai lỗ với nhau này, thấy không? Cái này giống như kiểu là đó, con có nhìn thấy anh không? Thấy, thấy mắt đó. Anh rồi. Thì nó phải thông như vậy, được chưa? Cái này người ta gọi là thân của súng, ok không? Bây giờ mình sẽ làm kiểu cái cây mà thục mà vô cái súng ấy, hiểu không? Thục đó. À, thì cách làm cây đó cũng khá đơn giản thôi, thì em sử dụng luôn cái phần này, cái phần của cái cây này luôn. Em chặt ra. Thì đây là cái đồ để em cầm em rồi em thục á, được chưa? Thì em so này, thấy không? Nó vừa với cái này là được, được chưa? Nhìn này, khi mà em ấy em thục thì bây giờ cái quan trọng thứ hai đó chính là em phải làm được cái cây thục, hiểu không? Cái thục như trong phần. Đúng rồi, cái cây thục mà em sẽ cho vào đây rồi em đút em thục vào, thế vậy được chưa? Thì cách làm cây thục này khá là dễ thôi, em chỉ việc sử dụng cây này rồi em đẽo nó thôi, đẽo thành một cái cây tròn như kiểu cây đũa, em biết không? Ừ, thì bây giờ anh sẽ chặt cái cây ra nhé. Đó, anh chặt cái cây ra, sau đó anh vót cho nó. Làm sao cho vừa cái lỗ này đúng không? Đúng rồi, chính xác, thông minh đấy. Bé hơn tính đó. Chọn nơi. Thì ok, sau khi em vót xong thì em được cái cây như vậy này, giống như cây đũa không? Nhìn sao, thử cầm nha. Giống cái đũa không? À, giống cây đũa. Vậy giống đúng không? Thì bây giờ em sử dụng cái này, cái mà cái đầu 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 ống thục á, đây em đút vào thế này nhá, này đút mạnh lên đó, sau đó gõ cho nó cứng lại, được chưa? Thì em nhìn thấy cái này, người ta gọi cái này là cái đúa để thục ha. Còn đây cái này là thân của ống thục, ok không? Ừ. Bây giờ em chỉ việc cho đạn này, cho đạn củ ke này vô cái ống này, được chưa? Sau đó em gõ, được chưa? Và em thục. Thứ nhất ấy, thì khi mà em thục cái thì nó sẽ ra được tới đầu lần này, nó sẽ giữ ở đầu lần này, xong rồi em nhét thêm viên đạn thứ hai, nhét thêm viên đạn thứ hai vô đây, rồi em thục ấy thì viên đạn thứ hai nó sẽ đẩy cái không khí ở bên trong, khi ném đẩy cái viên này ra làm cho cái viên này nó nổ, đục một cái như vậy, hiểu chưa? Ok, bây giờ anh sẽ test thử cho quân xem ha. Ok, anh thử là xem. Rồi quân đưa mông ra đây bắn, rồi đưa mông ra. Ok, bây giờ anh sẽ thử vào thực tế cho quân xem luôn á. Thì hôm bữa anh em mình có làm một video về súng đột ấy, nhưng mà tới cái đoạn bắn ấy thì là nó trời nó mưa nên hôm đó anh em tụi mình không thể làm được. Bây giờ anh em tụi mình mới có dịp để làm lại cái video này này. Đây là cái súng đột mà bữa mình hướng dẫn mấy bạn làm ấy nhá.
còn đây là quả củ ke. Tại vì hôm nay mình ở nhà ấy, nên mình không thể qua nhà Nam để bẻ cái quả củ ke được, mà mình thay quả củ ke bằng quả đây nha mấy bạn. Quả đây này bán cũng khá là ngon luôn đấy. Đúng rồi, quả đâu đây, quả đâu đây đấy, bán cũng khá là ngon đấy, y chang cái quả củ ke luôn đấy. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn Quân, bây giờ anh sẽ hướng dẫn Quân bắn được không? Okay. Sau đó mình sẽ qua đây mình thử nghiệm nha mấy bạn ơi. Ở đây mình có 4 quả bóng nha, từ to cho tới nhỏ luôn. Tí nữa anh em tụi mình sẽ tập bắn từ quả này, quả này, quả này, sau cuối cùng là sang quả nhỏ nhất. Thì bây giờ anh sẽ hướng dẫn Quân bắn cái súng đột này nha. Thì ở đây anh em mình sẽ sử dụng quả đây ha. Đầu tiên á, mấy bạn hái một quả đây như vậy này, đó. Sau đó bỏ vào trong cái lỗ này, bỏ vào trong cái lỗ này ha. Đó, đập cho nó nhuyễn đó ha, đập cho nó nhuyễn đó thế này nha. Đó, sau đó mấy bạn đục cái phát đầu tiên ấy thì nó sẽ không nổ nhá. Đây, phát đầu tiên mình chỉ đục tới thế vậy thôi là nó sẽ không nổ. Thì đây nó sẽ giữ quả đây lại, sau đó mình sẽ cho quả đây thứ hai vô mình đập, rồi mình thục nó. Thì khi đó cái khí nó nén á, khí nó nén ở bên trong nó đẩy quả đây thứ nhất ra, làm cho phát ra tiếng nổ, hiểu chưa? Hiểu không em? Thì đây nhìn này Quân, đây bắt đầu bây giờ anh sẽ cho quả đây thứ hai vô ha. Rồi. Nhẹ, lấy cái quả đây. Bây giờ mình sẽ đập tới quả đây thứ hai nhé. Nè anh em, cái quả này nó sẽ nổ nha anh em. Lúc rồi anh em chuẩn bị nghe tiếng này. Đây mình sẽ thục nó, nhìn anh nghe này anh em ơi. Đấy anh em nghe thấy không? nó nổ ra tiếng như vậy đấy, có chết không? Cái đầu này đóng không chặt lên nó bị dính rồi. Đây bây giờ tới lượt Quân, anh cho Quân thử đấy. Rồi nhớ cách sử dụng không? Đó. Ừ, rút ra đó. Đúng rồi, đây bắn cái hướng này, bắn cái hướng này cho mấy bạn nha, bắn cái hướng này cho mấy bạn. Đó đấy tao. Ok bây giờ tới lúc mà qua cái lúc quan trọng nhất là anh em, bây giờ anh em tụi mình sẽ bắn 4 quả bóng bóng này, xem ai bắn bẻ được 4 quả bóng bóng này nha. Thì hai anh em mình đều biết cách bắn hết rồi, nhưng mà đâu biết ai bắn chuẩn hơn ai đâu. Thì bây giờ anh em tụi mình sẽ test nhờ vào 4 quả bóng bóng này ha. Bây giờ cho Quân bắn trước nè. Đây anh chấp Quân bắn trước rồi. Đó, bắn đây. Chơi luôn. Ok em ơi, giờ mình sẽ bắn nha. Phát đầu tiên Quân không trúng rồi mấy bạn ơi. Nhắm chuẩn cho em, chứ không em thua chứ. Không trúng luôn. Chết rồi thằng em của tôi. Rồi chuẩn bị phát thứ ba này anh em. Ba phát không trúng phát nào, phát cuối cùng. Rồi Quân nó chỉ học bắn được thôi mấy bạn ơi, chứ nó không có nhắm được mấy bạn ơi. Thế vậy sao mà đi dẫn gái được hả Quân? Rồi phát cuối cùng. Bốn phát không trúng phát nào. Quá gà, quá gà. Ok mấy bạn ơi, thằng Quân nó bắn không trúng được phát nào rồi. Tới lượt mình ha. Vậy là chuyến này mình thắng chắc rồi. Ok. Đây, mình chỉ cần 2 viên thôi là mình thắng thằng Quân rồi mấy bạn. Đây, viên đầu tiên nhá. Đó, rồi. Nhìn anh này Quân. Trời ơi, phát đầu tiên là thắng rồi. Rồi, phát thứ hai nha. Rồi nha. Hai phát. Anh bắn hai phát trúng cả hai. Nhưng chưa lỏ nhá. Nhưng mà nó trúng, còn Quân bắn không trúng. Lấy em bắn trúng một quả. Hồi nãy em bắn trúng một quả nhưng mà Quân nó yếu quá anh không nhìn thấy. Đúng không? Nè, quả thứ ba này. Này. Ui.
Ui dồi ôi, quả này mạnh vậy mà không trúng má ơi, tiếc quá. Quả thứ tư này mấy bạn ơi. Rồi, anh ngắm. Quả này xịt lên hơi yếu. Ok mấy bạn ơi, thì sau một khoảng thời gian chinh chiến thì hai anh em mình đã phân được thắng bại rồi này. Mình thì bắn rô được 3 phát, mà phát nào phát đó cũng mạnh lắm luôn á. Còn Quân bắn được có 1 phát à, mà phát đó chẳng nhìn thấy gì hết. Thì sao Quân có muốn nói gì không? Tại đây là lần đầu tiên em được bắn súng đồ nên không bắn lại anh được. Nên nếu mà em bắn nhiều quá thì anh em thắng chắc anh rồi. Yeah, bắn nhiều là thắng đúng không? Thôi ok, vậy đây anh tặng Quân cái súng đồ này nhá. Okay, Quân em ở nhà cố gắng luyện rồi. Tuần sau anh về anh với Quân sẽ so tài lại, ok không? Chơi luôn. Gì? Ok chứ hả? Ok. Nhưng mà tuần sau là phải có giải thưởng nha, được không? Được không? Đứa nào mà thắng ấy là bắt đứa kia phải cõng đứa đấy chạy 10 mét. Ui, chịu không? Thì thôi, video hai anh em tụi mình tới đây là kết thúc nha. Đây là một trò chơi tuổi thơ khá là vui vẻ luôn á. Nếu mấy bạn có cơ hội thì hãy thử nha. Nếu anh em xem tới đây rồi, thấy video của mình hay thì để lại cho anh em mình một like, một comment và subscribe kênh YouTube giúp mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.